Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món thịt kho măng. Ở đây thì mình sẽ dùng là 1 kg thịt ba rọi heo. Thì thịt ba rọi này khi mua về thì mình sẽ rửa sạch và mình sẽ cắt thành miếng vừa ăn, rồi mình sẽ trần sơ qua nước sôi nữa để cho nó săn thịt. Với lại là khi mà mình kho thì mình sẽ ít vớt bọt hơn, tại vì quá trình mình trần sơ thì mấy cái bọt dơ nó đã bớt đi rồi. Rồi mình sẽ rửa sạch lại thêm một lần nữa nha. Kho ngày hôm nay thì mình sẽ kho chung với trứng vịt và trứng cút. Thì dùng nhiều ít là tùy theo các bạn nha. Cái này mình đã luộc chín và lột vỏ rồi. Khoảng 350g măng. Măng ở đây mình dùng là măng tươi, thì mình sẽ cắt cái cục hơi to như thế này để mình kho chung với thịt nha. Các bạn có thể là mình dùng nhiều hơn cũng được. 3 muỗng canh tỏi ớt với hành tím. Mình giã nó ra, mình cho vô cối mình giã nó ra thì nó sẽ thơm hơn nè các bạn băm á. Mình dùng khoảng 6 tép tỏi, một củ hành tím với hai trái ớt. Mình bỏ hạt rồi mình sẽ giã ra, một muỗng canh nước cốt chanh. Kho thịt thì mình sẽ dùng đường thốt nốt để kho cho nó ngon, màu nó sẽ đẹp hơn. Không có đường thốt nốt các bạn có thể dùng đường vàng hoặc là đường cắt trắng cũng được. Nhưng mà nếu như có đường thốt nốt thì các bạn nên thử kho thịt với đường thốt nốt, rất là ngon. 1 lít nước dừa tươi. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay và làm. Mình sẽ cho vào nồi là 1 lít nước dừa tươi nha. Mình sẽ nấu cho nó sôi lên. Mình cho vào đây là khoảng 1 muỗng cà phê bột ngọt nha. 3 muỗng canh đường thốt nốt. Mỗi 1 muỗng canh thì khoảng 20g đó các bạn. Nếu như các bạn dùng đường cát trắng hoặc là cát vàng á thì mình sẽ bớt lại chút, tại vì đường thốt nốt nó sẽ không có ngọt bằng á. Mình để lửa lớn cho nó nhanh sôi lên nha. Mình cho tỏi ớt vào luôn. Khi mà kho thịt á, các bạn chịu khó mình dùng tỏi ớt nhiều nhiều một chút á thì mình kho thịt nó mới thơm, mình đừng có tiết kiệm cái phần này nha. Khoảng 1 muỗng canh nước cốt chanh, nó sẽ có tác dụng giúp cho cái thịt của mình nó sẽ nhanh mềm hơn. Nửa muỗng canh muối. Ban đầu thì mình sẽ cho ít muối thôi, tại cho muối nhiều quá nó mặn, nó cứng thịt thì mình kho nó sẽ lâu hơn á. Mình dằn một chút xíu muối vào là được rồi. Khúc sau thì mình sẽ nêm thêm vì mặn khi thịt nó mềm. Khi nước sôi trở lại thì mình sẽ cho thịt vô nha. Mình sẽ cho vào thịt thêm ít nước màu nữa nha. Tùy theo các bạn thích màu đậm thì mình sẽ cho nhiều. Nhưng mà mình cho trước khoảng muỗng cà phê thôi. Khi thịt mà nó gần cạn á, thì mình có thể mình điều chỉnh mình cho thêm nước màu. Chứ đôi khi mình cho một lần nhiều quá thịt nó đậm màu lắm. Mình sẽ cho trứng vào luôn nha. Cái này mình bóc tay các bạn. Mình gấp đôi khi nó bể trứng á. Ban đầu nó sẽ hơi chật chút xíu, từ từ thịt nó sẽ teo lại á, nó sẽ rộng chỗ ha. Mình kho vừa có trứng cút cho nó hấp dẫn hơn. Khi nước nó sôi đều trở lại rồi thì mình sẽ hạ xuống lửa vừa, mình kho từ từ nha các bạn. Kho thịt thì mình sẽ không cần phải đậy nắp. Tiếp theo mình sẽ đi nấu nước, mình luộc sơ măng nha các bạn. Mình luộc sơ trước để cho nó nhả ra mấy cái chất đắng đó. Măng hôm nay nhà mình dùng ít thôi, các bạn có thể là mình dùng 500-600g cũng được. Mình luộc lửa vừa từ từ thôi các bạn. Cho nó sôi liu riu là được. Làm món này thì nó rất là đơn giản, nhưng mà kiểu như nó hơi mất thời gian, là cái thời gian để mình kho cái thịt này cho nó mềm á. Thì làm món này y chang thịt kho rượu các bạn, chỉ khác là mình sẽ kho, mình sẽ cho thêm măng vào thôi. Mình luộc măng nãy giờ được 20 phút rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt ra, mình rửa lại cho măng cho nó sạch nha các bạn. Mình kho thịt nãy giờ được 30 phút các bạn, bây giờ mình sẽ cho cái măng này vô nha. Cái khúc măng này, cái ngay cái đầu măng á,
nó hơi non đôi khi nó bung ra các bạn. Bây giờ mình sẽ cho thêm nước lọc vô. Cho vào đây thêm nửa lít nước lọc nha. Mình để lửa lớn cho nước nó sôi trở lại. Mình tiếp tục để cho lửa sôi liu riu như thế này nha. Mình kho thêm 1 tiếng rưỡi. Tổng thời gian mình kho là khoảng 2 tiếng các bạn. Thịt kho rượu thì nó sẽ hơi lâu nha. Bây giờ mình sẽ cho thêm nước mắm với muối vào đây. Mình cho vào đây 1 muỗng canh muối. Với cái cách kho này của mình á, thì mình nêm những gia vị mặn mình nêm sau thì nó sẽ giúp cho cái thịt của mình khi kho nó màu đẹp, nhưng mà thịt nó sẽ không có bị ngấm muối nhiều, nó không có bị mặn thịt. Chủ yếu là cái phần nước kho mình có thể điều chỉnh mặn ngọt tùy theo mình thôi. Còn nếu như mình cho đồng loạt những gia vị mặn vào cùng một lúc á, thì nó ngấm vô thịt nó mặn lắm. Mình cho vào đây khoảng 1 muỗng canh nước mắm nha. Cái này các bạn điều chỉnh mặn lại tùy theo gia đình mình. Mình sẽ lắc cái nồi như thế này nè, để cho gia vị nó tan ra, nó đều với nhau. Thì mình nấu thêm khoảng vài phút nữa để cho muối nó tan ra là được các bạn. Sau khi nấu xong thì mình sẽ tắt bếp. Khi mà nó nguội thì cái màu nó sẽ sắc xuống, nó sẽ đẹp hơn nữa. Với lại là đối với món thịt kho rượu á, thì mình phải hâm lại thêm ít nhất một lần nữa thì thịt nó mới lên màu đậm. Như hiện tại thì màu nó cũng đã khá là đẹp rồi. Mình để vài tiếng cái mình hâm lại thêm thì nó đẹp hơn nữa đó. Nhìn thấy là cái da rất là đẹp. Ở ngoài màu đẹp lắm nhưng mà qua màn hình thì cái màu nó hơi nhạt đi á các bạn. Mình thấy được rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Các bạn có thể là mình đậy nắp lại, tắt bếp đậy nắp lại để giữ nóng thịt, để cho cái thịt nó sẽ mềm, nó mềm rượu hơn nữa, mà nó vừa tiết kiệm ga nữa. Bây giờ mình sẽ múc ra dĩa nha. Chỉ cần để nguội xuống chút xíu là màu nó lên đẹp liền các bạn. Ở ngoài màu nó tươi đẹp lắm. Mình lựa mấy miếng ngon ngon mình gắp cho các bạn xem. Cái phần tỏi ớt này nè, ở nhà mình ăn nên mình khỏi vớt ra. Còn bạn nào muốn cho nó đẹp thì mình vớt nó ra nha. Hôm nay thì mình sẽ ăn chung với cơm trắng. Các bạn có thời gian mình có thể chuẩn bị thêm rau luộc, hoặc mình ăn chung với dưa leo cũng được. Bây giờ mình sẽ vẽ thịt ra nha các bạn. Thịt nó đã mềm rồi nè. Cái này mình chỉ cần hâm thêm một lần nữa là nó còn mềm rượu hơn nữa đó. Nhưng mà cũng tùy theo sở thích nữa. Nhiều bạn không có thích ăn mềm rượu quá. Rượu quá thì nó kiểu như ăn bị ngán á. Về nêm nếm gia vị các bạn điều chỉnh lại. Ở nhà mình thì mình sẽ kho như thế này, không quá mặn cũng không quá ngọt, rất là vừa ăn luôn á. Khi mà mình kho chung với măng á thì cái nước kho nó cũng không có thay đổi vị gì đâu các bạn. Chủ yếu là mình kho thêm măng mình ăn cho nó ngon thôi. Về món ăn này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.